Sáng nay ngày 30 tháng 7 năm 2019, đoàn công tác thường trực tỉnh ủy do Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Cần làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Y tế Long An về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Y tế đã tập trung lãnh đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Toàn tỉnh có 29 đơn vị y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, hơn 800 cơ sở khám chữa bệnh và 2 bệnh viện đa khoa tư nhân. Số bác sĩ trên vạn dân hiện đạt 7,2 bác sĩ. Toàn tỉnh có 90,4% xã phường thị trấn được công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Ngoài ra, ngành y tế duy trì công tác kiểm tra chuyên ngành và liên ngành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại buổi làm việc, Sở Y tế báo cáo với đoàn công tác về một số khó khăn vướng mắc như tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân trên địa bàn tỉnh hiện còn thấp, việc thực hiện thu hút nguồn nhân lực về công tác tại tỉnh chưa cao, bệnh viện y học cổ truyền xuống cấp ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh, tiến độ công tác xã hội hóa trường trung cấp y tế và bệnh viện sản nhi còn chậm so với kế hoạch. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Cần yêu cầu trong thời gian tới, ngành y tế tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của ngành y tế, chú trọng nâng cao y đức, tinh thần phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên, đẩy mạnh các chính sách xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời thực hiện tốt các quy định về công tác đấu thầu thuốc, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở khám chữa bệnh, tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tự chủ, sắp xếp tổ chức lại bộ máy cán bộ, đẩy mạnh hoạt động đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành y tế.